Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Nam Kể Chuyện Ma, đã dành một thời gian lắng nghe những câu chuyện mà Nam sắp chia sẻ. Mọi người yêu thương nhớ like, share, đặc biệt là bấm nút đăng ký kênh giúp Nam. Các bạn bè, anh chị em, quý cô chú có những câu chuyện ma tâm linh muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người, có thể gửi về Gmail hoặc là Zalo đang hiện lên trên màn hình. Còn bây giờ, nên xin phép được bắt đầu kể câu chuyện của ngày hôm nay. Chúc cho mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Câu chuyện của ngày hôm nay là của bạn Di. Thì bạn mới kể rằng đây là cái câu chuyện mà do chính bản thân của bạn cùng với những người thân xung quanh đã từng trải qua. Thì bạn là một cái người nhẹ bóng vía. Nhưng mà làm sao bạn biết bạn nhẹ bóng vía? Là do bởi vì cái năm đó, là ba mẹ của bạn là có mua đất để mà cất nhà. Nhà của bạn thì cũng thuộc dạng là có điều kiện nha. Khi mà bạn vào trong cái căn nhà đó để mà bạn ở đó, thì bạn thường xuyên ngủ vào ban đêm là bạn bị bóng đè. Rồi bạn có nhìn thấy những cái vệt trắng, vệt đen á, nó cứ phờn qua phờn lại. Nhưng mà năm đó thì bạn mới có 13, 14 tuổi à. Bạn kiểu còn con nít lắm, nên là bạn cũng cho qua những cái chuyện đó. Đặc biệt mỗi lần mà bạn đi xuống dưới bếp mà bạn rửa chén á, là bạn luôn luôn có một cái cảm giác rằng là ai đó đang đứng để mà nhìn về phía bạn. Là bạn cứ quay qua quay lại nhìn thử coi như thế nào, nhưng mà đâu có ai đâu. Cho tới cái ngày hôm đó đó, là ba mẹ của bạn không có ở nhà, bạn từ ở dưới bếp bạn đi lên thì bạn có tắt đèn. Thì lúc này bạn mới nhìn thấy là cái hình ảnh phản chiếu ở dưới cái nền gạch ở dưới bếp á, là có nguyên một cái bóng trắng người. Cái người đó đó là đứng đâu đó khoảng độ là tới vai của bạn vào cái năm đó. Tóc thì thả xuống mà kiểu là lòa xòa để mà che hết toàn bộ cái mặt luôn. Thì bạn nhìn như vậy là bạn hơi giật mình, da gà của bạn nổi lên hết. Thì bạn có chớp mắt rồi bạn dụi mắt bạn nhìn kỹ lại á, thì cái người đó hoàn toàn biến mất luôn. Sau đó là bạn có kể cho mẹ của bạn nghe. Thì bản thân mẹ của bạn cũng là một người có tin vào tâm linh, và mẹ cũng hay đi chùa dữ lắm. Thì kể với mẹ xong thì cũng không biết là mẹ có cúng kiến gì hay không, nhưng mà sau đó thì mọi thứ nó bớt được một phần nào đó. Cho tới một ngày á, là bác của bạn mới gọi điện thoại cho mẹ, nói rằng là một người bác đã mất rồi. Cái bác này bác mất á, thì trước cái đêm mà mất nha, là có một cái con cú mèo nó đậu lên trên nhà, nó kêu quá trời kêu luôn. Thì hôm sau là người bác mất. Thì khi mà bác mất đó, là mẹ của bạn mới rước ông ngoại của bạn về nhà của bạn để mà ở. Thì nói về ông ngoại của bạn nha, là năm đó là ông ngoại khoảng độ là hơn 60, nhưng mà ông ngoại rất là khỏe. Ông ngoại có thể chạy xe gắn máy á, từ Gia Lai lên Đắk Lắk luôn. Thì cái nơi mà ông ngoại sống á, cái chỗ đó là sông suối ao hồ rất là nhiều, nên bản thân ông ngoại cũng là một người biết bơi luôn. Bạn nói thêm là ông ngoại của bạn rất là thương bạn, có thể nói thẳng ra là trong những đứa cháu trong gia đình thì ông ngoại thương bạn dữ lắm. Vậy mà khi ông ngoại dọn vô nhà bạn ở nha, là sau này là mẹ kể bạn mới biết là ông ngoại nói rằng là ông ngoại ngủ, mà ông ngoại ngủ ở cái giường ở gần cái bếp á, cái chỗ mà bạn rửa chén á, gần nhà vệ sinh nữa. Thì ông ngoại là có nhìn thấy là có hai cái bóng trắng, nó cứ đứng ở cuối giường thôi. Một cái bóng trắng lớn, một cái bóng trắng nhỏ. Là cứ nửa đêm ngủ là giật mình nhìn thấy như vậy, nhưng mà chớp mắt một cái là nó biến mất nha. Thì sau đó đó, tính tình của ông ngoại ngày càng thay đổi. Ông ngoại rất là dễ cáu gắt. Từ trước tới giờ là ông ngoại thương bạn dữ lắm, chưa bao giờ ông ngoại la rầy hay là đánh bạn. Nhưng mà thời điểm đó tự nhiên ông ngoại cứ hay chửi bạn hoài à. Có những cái việc rất là nhỏ nhặt nhưng mà ông ngoại cũng chửi luôn. Thì mỗi lần mà ông ngoại chửi như vậy là mẹ luôn luôn nói với bạn rằng là chắc là do ông ngoại lớn tuổi rồi, nên đôi khi là ông ngoại dễ bị cáu bẩn như vậy đó. Thôi con đừng có cả lời ông ngoại nha. Thì bạn cũng nghe, nhưng mà chửi một hai lần mình không nói. Đằng này chửi rất là nhiều lần, mà mỗi lần chửi là nhai đi nhai lại. Nên đâm ra bạn còn nhỏ mà bạn còn trẻ tuổi mà. Nên những lần như thế thì bạn mới bắt đầu là bạn cãi lại luôn. Thì bạn mới quát, mới cãi lại ông ngoại của bạn. Thì sau đó ông ngoại nghe bạn cãi rồi quát lại ông ngoại thì ông ngoại giận. Thế là ông ngoại tự xách xe chạy thẳng về Đắk Lắk một mình luôn. Là ba mẹ là có ngăn cản, rồi có xin lỗi nhiều lắm, nhưng mà ông ngoại vẫn đi là vẫn đi nha. Thì khâu đó là khoảng độ là một tuần, thì cậu của bạn đó là giữa đêm nha, mới gọi điện thoại cho mẹ của bạn nói rằng là ông ngoại là bị té xuống giếng đập đầu rồi.
Thì khi mà nghe như vậy là ngay trong đêm luôn, mẹ mới bắt taxi đi thẳng về Đắk Lắk để mà coi ông ngoại sao. Thì không có nghĩ chuyện gì lớn lao đâu, cũng cho rằng là ông ngoại trượt chân té xuống giếng thì bị chảy sức sơ sơ thôi. Cho tới khi mà mẹ về tới nhà đó, mẹ mới gọi điện thoại lại cho ba. Mà ở trong điện thoại á, mẹ khóc nhiều lắm. Mẹ mới nói rằng là ông ngoại của bạn á chết rồi. Khi mà bạn nghe tin rằng là ông ngoại chết á, là bạn tự trách bản thân của mình, là bởi vì thời điểm lúc đó là bạn cãi lộn với ông nội, đâm ra là ông nội buồn rồi ông nội mới bỏ về nhà, mới xảy ra cái cớ sự như vậy, là bạn trách bản thân của mình rất là nhiều luôn. Sau hôm đó là ba của bạn là cũng chở bạn lên trên Đắk Lắk để mà chịu tang ông ngoại đó. Thì khi mà lên tới nơi đó là ông ngoại cũng đã được để vào trong quan tài đậy nắp lại rồi, nên là bạn cũng không được nhìn mặt ông ngoại cái lần cuối cùng. Thì bạn nói là bạn nghe được mọi người xung quanh kể chuyện là cái lúc mà ông ngoại mất là khoảng độ là 8 giờ 20 phút đêm, là ông ngoại có đi ra ngoài cái giếng để mà múc nước. Tại vì nhà của ông ngoại là có cái giếng, ông ngoại đã sống ở đây một đời người rồi, không thể nào có cái chuyện mà ông ngoại trượt chân mà té xuống giếng được. Nhưng mà lúc đó là cậu với lại là bác ở trong nhà là nghe một cái tiếng quỵnh một phát, thì mới lực được là chạy ra là thấy ông ngoại ở dưới rồi, thì mới nhảy xuống để mà kéo ông ngoại lên nha. Nhưng mà ông cậu ổng kéo ông ngoại lên, ổng nói rằng là lúc đó sao mà ông ngoại rất là nặng, cực kỳ là nặng. Mà cái người mà 60 tuổi lớn như ông ngoại thì chỉ có da với xương thôi chứ làm gì có thịt đâu mà nặng. Mà ông cậu nói nặng dữ lắm, kéo cỡ nào cũng kéo không được. Nhưng mà cho đến lúc mà kéo lên nha là ông ngoại qua đời luôn rồi. Thì thật sự luôn là ông ngoại là một người biết bơi. Và thời điểm mà ông ngoại 60 tuổi là ông ngoại rất khỏe, không hiểu sao chỉ có rớt xuống dưới giếng một chút xíu vậy thôi mà ông ngoại qua đời luôn. Thì sau khi mà ông ngoại qua đời là gia đình tổ chức tang lễ xong xuôi hết thì ai cũng về nhà nấy. Thì bấy giờ là cái người cháu đích tôn ở phía bên gia đình bên ngoại của bạn đó, là cái người cháu đó mới nằm mơ thấy một cái giấc mơ. Trong cái giấc mơ này người cháu đó thấy ông ngoại của bạn hiện về, và ông ngoại của bạn là rủ cái người cháu đó đi chơi. Rồi người cháu đích tôn mới hỏi ông ngoại rằng là mình đi chơi chừng nào mình về ông. Thì ông ngoại mới nói rằng là mình đi chơi 3 tháng sau mình về. Sau đó là người cháu đích tôn giật mình tỉnh giấc, thì cũng nghĩ rằng là do ông ngoại mới mất nên là nhớ ông ngoại thôi. Ấy thế mà nha, là những đêm sau á cứ nằm mơ thấy cái giấc mơ y chang vậy, mới bắt đầu kể lại toàn bộ mọi thứ cho những người thân trong gia đình nghe. Thì mẹ của bạn cũng biết cái tin này, thì mọi người mới lo, tại vì biết rằng là hồn của ông ngoại là về nhà muốn bắt con cháu đi theo, thì mới đi tìm thầy bà. Thì mẹ nói rằng là mẹ hay đi chùa, đâm ra là mẹ có quen cái cô này. Cái cô này không phải là thầy bà, nhưng mà cổ có căn, cổ hay được người ta nhập xác đó. Rồi cổ cũng giúp nhiều người dữ lắm, rồi cổ hay chùa để mà làm từ thiện, nên là mẹ cũng quen luôn. Thì mẹ mới đi vào trong cái chùa mẹ hay đi á, mẹ đi tìm cái cô đó. Thì khi mà trình bày cái sự việc ra là cái cô đó với lại là những vị sư trong chùa đó cũng hứa là sẽ giúp cho gia đình của bạn. Thì ngày đó là có mời cái cô đó với lại là những vị sư tới nhà, thì cũng lập đàn lên rồi đọc kinh rất là nhiều. Và cái cô đó đó cổ dán hết toàn bộ xung quanh nhà, có bao nhiêu cái cửa đó là cổ dán hết toàn bộ những lá bùa nhỏ xung quanh những cái cửa đó. Rồi cổ dán một cái lá bùa thiệt là to ở ngay bàn thờ của ông ngoại. Rồi sau đó cổ mới nói rằng là xong rồi đó, mọi chuyện kết thúc rồi đó. Thì nhà cảm thấy ủa sao mà đơn giản như vậy ta. Rồi sau đó nha, đúng là cái người cháu đích tôn đó không nằm mơ thấy ông ngoại nữa, nhưng mà bạn nằm mơ. Bạn nói rằng cái lần đó thì bạn đang ngủ, tự nhiên bạn thấy bạn đang đứng ở đằng trước nhà, và ông ngoại của bạn là cũng đứng đó, nhưng mà tay chân của ngoại là bị cột xích. Rồi cái dây xích đó nó nối dài ra phía đằng sau nha. Thì ở phía đằng sau của ông ngoại là có hai người đang đứng, mà hai cái người này bạn nói không phải là dáng vẻ của một cái con người bình thường đâu, mà như là hai cái con quỷ gì đó. Hai con quỷ đầu là có sừng gì nè, đỏ chót luôn, là đang cầm cái dây xích. Thì bạn nhìn thấy là ông ngoại của bạn ốm nhơ ốm nhách mà mặt mũi xanh xao lắm. Thì bạn nhìn cái cảnh tượng đó bạn sợ quá, bạn mới lật đật là bạn chạy vào trong nhà, bạn la lên rất là nhiều, bạn nói rằng là mẹ ơi ông ngoại về, ông ngoại về. Thì sau đó là phục một cái là bạn tỉnh giấc luôn.
Thì đó là cái lần mà bạn mơ nha. Rồi sau đó thì bạn ít khi nào mà bạn mơ thấy ông ngoại lắm. Chỉ rơi vào cái khoảng độ là đầu tháng 7 âm lịch đó là bạn sẽ mơ thấy ông ngoại. Mà mỗi lần mà bạn mơ thấy ông ngoại về đó là ông ngoại cũng mặc cái bộ đồ giống như ngày xưa mà ông ngoại yêu thích, là nguyên một cái bộ đồ vest đen. Mà nếu mà nằm mơ thấy ông ngoại là y như rằng là mấy ngày sau đó chính là đám giỗ của ông ngoại bạn. Thì đó là một cái câu chuyện nhỏ để mà mọi người có thể dễ mường tượng rằng bạn là một người nhẹ vía rồi cũng có căn duyên như thế nào đó. Bây giờ thì mới là cái câu chuyện mạch chính của bạn đây nè. Thì bạn nói rằng là cái năm mà bạn 15-16 tuổi á, là nhà của bạn xảy ra rất là nhiều biến cố. Ba mẹ của bạn chia tay nhau. Nhà của bạn thì cũng thuộc dạng có điều kiện, nên khi ba mẹ chia tay á, là bắt buộc là phải ra tòa để mà giải quyết, để mà phân chia tài sản. Thì lúc mà được hỏi á, là bạn muốn ở với ai á, thì khi đó thì phải thông cảm cho cái tâm lý của bạn vào thời điểm lúc mà còn nhỏ, chưa suy nghĩ được nhiều. Thật ra thì mẹ của bạn cũng thương bạn, ba của bạn cũng thương bạn. Nhưng mà bởi vì á, là cha mẹ thì thường là sẽ răn dạy, rồi đôi khi là sẽ có đánh con cái. Nên lúc mà được hỏi như thế đó, thì bạn lại lựa chọn rằng là bạn muốn ở bên phía bên gia đình bà nội của bạn. Bởi vì bên ngoại thì mất rồi, chỉ còn bên nội thôi. Thì bạn còn cái đứa cháu được gia đình yêu thương nhất, đâm ra là bà nội của bạn cũng cưng chiều bạn dữ lắm. Từ nhỏ tới lớn là cưng chiều yêu thương dữ lắm. Thì bạn mới lựa chọn là bạn ở với bà nội. Thì tòa cho phép bạn được qua bên nhà nội để mà ở. Thì lúc này mới có chuyện mọi người. Tại vì ngày trước là ba mẹ còn yêu thương nhau, nên là bà nội của bạn cũng yêu thương bạn. Cho tới khi mà ba mẹ chia tay á, thì bà nội có một cái ác cảm với mẹ của bạn, nên là bà nội cứ hay nói mẹ của bạn thế này thế kia. Rồi khi mà bạn gặp mẹ của bạn thì mẹ của bạn là cũng trách phía bên gia đình nội, rồi nói bà nội của bạn là thế này thế kia. Có nghĩa rằng là bạn đứng ở giữa, rồi cứ một bên rằng trách bên kia, rồi bên này trách bên kia, là bạn cứ bị giày xé giữa hai bên như vậy. Thì thời điểm lúc đó đó, bạn rất là buồn luôn. Và tính tình của bà nội của bạn khi mà tức giận đó, là giống như rằng là lấy bạn với lại là em bạn ra làm tấm bia để mà chút giận gì đó, là chửi nè, rồi quát bạn nè, thậm chí là có đánh bạn nữa. Ngày trước bà nội chưa một lần nào lớn tiếng với bạn, chưa một lần nào đánh bạn. Vậy mà bây giờ về ở với bà nội nha, bà nội cứ chửi, cứ la, rồi cứ đánh thôi. Thậm chí là có một lần là bà nội đuổi hai chị em của bạn đi ra khỏi nhà, đóng cửa lại luôn. Mà cái đêm hôm đó là trời lạnh, mà không có một ai ngoài đường, là nhốt hai chị em của bạn ở ngoài đường như thế. Thậm chí là có một cái câu nói mà bà nội nói với bạn, làm cho bạn tới tận thời điểm bây giờ bạn vẫn không quên được. Bà nội nói với bạn rằng là mày với lại là em của mày đó, tao nuôi hai đứa bay á, chẳng khác nào là tao đi làm từ thiện vậy đó. Trời đất ơi, không có một cái bà nội nào mà lại nói với hai đứa cháu của mình rằng là nuôi hai đứa cháu là giống như đi làm từ thiện vậy đó. Bạn nhớ hoài cái câu nói đó. Nên thời điểm lúc đó là tinh thần của bạn bị sa sút rất là nhiều. Bạn không thể nào tập trung cho việc học được. Chưa kể nha, là ba của bạn cũng không có chu cấp tiền cho bạn, nên bạn không thể nào đi học thêm. Rồi ở trường thì bị thầy cô la mắng do không đi học thêm á, nên là bị trách. Rồi về nhà thì cứ bị người này người kia đổ hết mọi thứ lên trên đầu. Bạn buồn dữ lắm. Thật ra thì bạn lúc đó không có nghĩ tới cái chết đâu. Tại vì bạn vẫn còn một đứa em nữa, bạn phải sống để mà lo cho cái đứa em của mình. Thì bây giờ bạn mới đưa ra cái quyết định là bạn sẽ vừa đi học mà vừa đi làm thêm. Đi làm thêm để mà kiếm tiền, để mà còn có thể trang trải cho cuộc sống gì đó. Thì khi mà bạn đi làm thêm thì năm đó bạn đâu có đi làm công nhân hay gì được đâu. Bạn chỉ đi làm kiểu như là bưng bê phục vụ ở những cái quán ăn hoặc là những cái quán cà phê thôi. Thì bạn cứ sáng đi học, rồi chiều bạn đi làm như vậy cho tới tối mù tối mịt. Nhưng mà thời điểm lúc đó thì mọi người biết rằng là bạn không có xe. Mỗi lần mà đi làm về là bạn toàn đi bộ thôi. Thì cái đoạn đường mà bạn đi về như vậy đó, thì thật ra chỗ bạn ở là thành phố, nhưng mà không biết làm sao cứ tới đêm nha, là cái đoạn đường đi về của bạn nó rất là vắng. Nó vắng cực kỳ là vắng luôn, dường như là không có ai, chỉ có một mình bạn trên cái đoạn đường như vậy. Thì bạn cứ đi học, rồi đi làm, rồi đi đi về về như vậy. Cho tới một ngày, bạn có nằm mơ thấy một cái giấc mơ.
Trong cái giấc mơ này, bạn thấy chính bản thân của bạn là đang đi bộ trên cái đoạn đường mà thường xuyên đi làm về nhà đó. Thì bạn cứ đi như vậy, nhưng mà có một cái cảm giác rằng là giống như là ai đó đang đi theo bạn thôi. Cứ đi theo bạn như vậy. Cho tới khi mà bạn về được tới nhà, bạn đóng cửa lại, thì lúc này bạn mới thấy ở phía ngoài sân có nguyên một cái đôi chân nha, rất là to. Cái đôi chân đó đó là mang một cái chiếc dép mà cam cam của ngày xưa đó. Mà ghê một điều là chỉ thấy đôi chân thôi, có nghĩa là thấy một nửa người ở dưới, còn nửa ở trên là không thấy. Thì bạn sợ quá, bạn mới giật mình tỉnh giấc luôn. Thì bạn mới nghiệm ra rằng là ồ, hồi nãy tới giờ chỉ là một giấc mơ. Rồi càng ngày càng về sau, giống như là bạn bị rơi vào trầm cảm vậy đó. Bạn không có muốn nói chuyện với ai. Trên cái đoạn đường mà bạn đi làm về là bạn cứ trầm ngâm, rồi bạn lâu lâu là bạn khóc. Tại vì bạn nghĩ về cái số phận, về cái cuộc đời của mình ngày trước rất là hạnh phúc, rất là yên ấm, sao tự nhiên bây giờ gia đình lại tan tành như vậy. Không hiểu tại sao tự nhiên ba mẹ từ cái khi mà yêu nhau, thương nhau, rồi tự nhiên sao bây giờ chia tay. Rồi mẹ một nơi, ba một nơi, phải sống chung với bà nội, mà bà nội suốt ngày chửi rồi đánh đập bạn. Buồn lắm mọi người. Thì cho tới một hôm nữa, bạn lại nằm mơ một cái giấc mơ. Trong giấc mơ này, bạn thấy có một cái người đàn ông, không nhìn rõ mặt nha, nhưng mà cái người đàn ông này đi cạnh tới bên bạn, thì mới nói với bạn rằng là anh rất là thương em. Anh thấy em sống cực khổ quá, hay là em bây giờ là em đi với anh đi. Là cái người đó nói như vậy với bạn, xong rồi bạn cũng giật mình tỉnh giấc. Bạn cũng không để tâm tới cái lời nói đó. Nhưng mà cho tới mấy hôm sau thì bạn lại làm một cái điều rất là ngu ngốc. Là khi mà bạn đi làm thêm là bạn có để dành tiền, bạn mua được một cái điện thoại. Thì ngày hôm đó bạn mới bắt một cái chiếc taxi chở bạn đi vòng vòng thành phố gì đó, rồi mới đi tới một cái tiệm điện thoại bán cái điện thoại đó. Thì bạn mới dùng cái số tiền đó đó để mà đi tới một cái quầy thuốc tây. Bạn kêu người ta là bán cho bạn một vỉ thuốc ngủ. Mà không biết sao là cái người mà bán thuốc đó đó giống như là bị che mắt làm sao á. Là không những bán cho bạn một vỉ mà bán cho bạn tới ba vỉ thuốc ngủ. Mà bình thường thuốc ngủ là phải kê đơn mới bán. Không hiểu sao là cái người đó bán cho bạn ba vỉ luôn. Thì bạn mới cầm ba cái vỉ thuốc đó đó, bạn mới đi thẳng về nhà. Lúc đó là bạn vẫn ở nhà bà nội nha. Rồi bạn mới khui hết cả ba vỉ thuốc, bạn uống. Uống xong rồi đi vào bên trong phòng nằm. Tự nhiên nằm rồi bạn suy nghĩ rất là nhiều thứ, và nước mắt bạn không ngừng rơi. Bạn không hiểu sao bạn lại đi tìm tới cái chết. Tại vì những cái chuyện đó đúng là buồn thiệt, nhưng mà bạn chưa bao giờ bạn nghĩ tới cái chết đâu. Cái khúc mà bạn mà đi vòng vòng thành phố, rồi bạn đi vào trong tiệm thuốc tây bạn mua thuốc á, là đầu óc của bạn tự động nó làm như thế, chứ bạn không có nhận thức ra được luôn nha. Và thuốc bắt đầu nó ngấm, thì người của bạn là tê 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 tê. Thì bạn nói, chỉ có nhắm mắt lại thôi, nhưng mà bạn vẫn nghe và vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Thì lúc này là bà nội của bạn là có đi ngang qua phòng của bạn. Thì bà nội có đứng ở ngoài cửa nói giọng vô, theo kiểu bà nội nói rằng là ngày mai á, là bà nội đi khám bệnh, thế nên là ở nhà là tự lo cơm nước đi nha. Thì khi mà bà nội nói như thế, bạn không có trả lời được, tại vì bạn đang bị ngấm thuốc mà. Thì bà nội của bạn theo kiểu rằng là sao bạn không trả lời, thì mới đẩy cửa đi vào. Thì thấy bạn nằm ở trên giường mà vật vờ như vậy nè. Thì bà nội mới chạy tới, sau đó là mới phát hiện ra là bạn không tỉnh được. Thì mới tri hô với mọi người quá trời luôn, rồi mới đưa bạn lên trên bệnh viện. Thì lúc này là có ba của bạn nữa, ba của bạn tới xong là mới gọi điện thoại cho tất cả mọi người trong nhà. Rồi có gọi cho mẹ của bạn luôn. Thì mẹ của bạn lúc mà tới bệnh viện là thấy tình cảnh của bạn như vậy á, là mẹ bạn khóc rất là nhiều. Và bạn ý thức được luôn, là bạn nghe được cái tiếng khóc của mẹ bạn nhiều lắm. Mẹ bạn khóc rồi mẹ bạn than trời trách phận, nói rằng là con ơi con ở lại với mẹ đi, con đừng có bỏ mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con. Nói rất là nhiều luôn. Và sau đó là bạn cảm nhận là bác sĩ là đút từng cái ống vào trong người bạn để mà xúc ruột á, xúc ruột. Thì khi mà xúc ruột như vậy nha, thì một hồi là có những lúc mà bạn tỉnh á, thì bạn mới mở mắt ra. Thì bạn nói rằng là bạn thấy mọi người đứng xung quanh, và có ba bạn nữa. Nhưng mà có một cái điều lạ rằng là nhìn thấy có một cái bóng. Cái bóng này rất là quen thuộc, giống như cái bóng trong giấc mơ mà bạn đã thấy về cái người đàn ông nói rằng là em khổ quá, em đi với anh đi đó. Thì cái bóng người đó đó đứng đằng sau lưng ba bạn. Rồi sau đó là bạn lại tiếp tục là bạn ngất đi. Thì khi mà bạn ngất đi lần này thì bạn nằm mơ thấy một cái giấc mơ. Bạn thấy cái người đó hiện ra, và lúc này á, bạn mới năn nỉ người đó.
bạn mới nói rằng là anh ơi, anh đừng có dắt em đi. Em còn yêu thương gia đình của em dữ lắm. Rồi em còn nợ gia đình, nợ cha mẹ rất là nhiều. Em phải ở lại để mà báo hiếu cho người thân. Thì bạn năn nỉ, bạn khóc nhiều. Thì cái người này mới nói rằng là vậy thì em phải hứa với anh, nếu như mà em còn đau khổ thêm một lần nào nữa thì anh chắc chắn rằng là anh sẽ dẫn em đi. Và sau đó là mọi thứ tan biến đi. Thì bạn giật mình tỉnh giấc, thì bạn thấy bạn nằm ở trong bệnh viện và mọi người xung quanh á, hả, nhìn thấy bạn tỉnh, mọi người mừng dữ lắm. Rồi cứ như vậy là thời gian trôi qua, thì bạn không còn nhìn thấy người đó nữa, thì tưởng rằng là mọi chuyện kết thúc. Nhưng không nha. Cái năm đó là bạn 17 tuổi thì tính tình của bạn là hơi nghịch ngợm, hơi lì một tí. Thật ra thì cũng thông cảm là do cái độ tuổi mà 17, 18, đôi mươi á là cái độ tuổi dậy thì. Thì đôi khi là chúng ta ham chơi, chưa kể là có người yêu thì thích là đi chơi với người yêu chứ không có thích ở nhà đâu. Thì năm đó là bạn cũng có người yêu luôn. Và bạn chơi với một cái nhóm bạn. Cái nhóm bạn này là thường là đi chơi rất là khuya. Và mỗi lần mà đi chơi khuya như vậy á, là sẽ đi ngang qua những cái nghĩa trang của thành phố. Ở cái nơi mà bạn ở đó là nó có tới 2 tới 3 cái nghĩa trang luôn. Là cứ đi chơi là cứ đi ngang qua những cái nghĩa địa này đi chơi vậy đó. Thì bạn nói thiệt là bản thân bạn là chưa một lần nào dám nhìn trực diện vào những cái bia mộ ở trên cái đường mà đi qua cái nghĩa trang này, không có dám nhìn. Nhưng mà càng về sau thì tính tình của bạn rất là kỳ cục. Là bạn cũng có người yêu nha, người yêu của bạn rất là yêu thương bạn. Nhưng mà những lúc đôi khi đang nói chuyện với người yêu vui vẻ như vậy, thì có một cái chuyện nhỏ xíu thôi là bạn cũng mà điên tiết lên. Bạn chửi nè, rồi bạn trách mắng người yêu, thậm chí là bạn còn tát người yêu của bạn nữa. Bạn nói rằng là bạn là con gái, bạn yếu đuối lắm mà không biết sao bạn tát người yêu mà năm cái dấu vân tay á, nó in lên trên cái mặt đỏ lòm luôn. Mà người yêu của bạn thì thương bạn dữ lắm, nên là chưa một lần nào là tác động vật lý lại đối với bạn. Cho tới khi mà người yêu của bạn tự nhiên bị cái chuyện gì đó mà phải liên quan tới tù tội, thì bạn với người yêu của bạn sau đó kết thúc luôn. Nhưng mà bạn vẫn không dừng lại cái việc mà bạn đi chơi. Thì bạn có kết thân với một cái nhóm bạn. Thì cái nhóm bạn này cũng thuộc dạng là ăn quòi quậy phá nhiều đó, là hay đi ba đi lúp, thì dẫn bạn đi theo. Thì có một cái lần nó là bạn được vào trong cái quán ba quán lúp đó đang chơi vui vẻ với mọi người. Thì tự nhiên á là bạn không còn biết gì nữa cả. Thì mọi người xung quanh kể lại cho bạn nghe nha. Bạn đang chơi như vậy thì tự nhiên bạn trợn mắt lên, bạn rung lên à, bạn nhìn phía tất cả mọi người. Thì bạn mới chửi cái người bạn mà rủ bạn vào trong quán bar quán lúc đó chơi. Bạn mới nói rằng nha, mày nha, kể từ nay là mày không được những con nhỏ này đi vào những cái nơi này để mà chơi, đặc biệt là không chơi với những cái thằng thanh niên này ha. Mày mà còn dẫn nó đi chơi là mày biết tay tao. Thì cái người bạn với lại là mọi người xung quanh không hiểu là bạn bị cái gì, tự nhiên đang chơi vui vẻ xong tự nhiên chừng mày chừng mắt co có lại rồi chửi bới mọi người. Thì cái người bạn đó mới nói với bạn rằng là tao cứ dẫn đi đó, tao cứ dẫn đi chơi đó, mày làm gì tao, mày làm gì tao. Đó là người bạn của bạn là sức sượt lại khi mà bạn nói lại những cái lời đó đó. Thì sau đó là bạn rung mình một cái, bạn không biết gì nữa cả. Thì bạn mới hỏi người bạn của bạn là ủa có chuyện gì vậy. Thì người bạn của bạn mới kể lại cho bạn nghe là như thế. Bạn cũng không hiểu là bạn bị cái gì. Rồi tính tình của bạn nó cứ sáng nắng chiều mưa, tối giông bão, cứ thay đổi thất thường. Đang vui vẻ đây xong tự nhiên câu có đó, đang buồn đây xong tự nhiên vui đó, đang vui đây xong tự nhiên khóc đó. Là nó cứ thay đổi 180 độ, không kiểm soát được. Và có những cái dấu hiệu như vậy nè, là cứ tầm độ là 10 giờ đêm là bạn đói bụng. Cứ 10 giờ đêm là bạn đói bụng, là bạn phải ăn một cái gì đó, chứ không là bạn chịu không được. Mà ăn đêm đáng lẽ ra phải mập, đằng này bạn ăn đêm rất là nhiều nhưng mà bạn không mập luôn. Mỗi lần mà ngồi ăn đêm như vậy nha, là da gà của bạn nó cứ nổi lên thôi. Cảm giác giống như là ngồi kế bên cái tủ lạnh nó mở ra, nó phà phà vô trong người vậy đó. Sợ lắm. Ăn xong thì lật đật là đi vào trong phòng để mà nằm ngủ. Nhưng mà nằm như vậy á, có một cái cảm giác là ai đó cứ đứng kế bên nhìn bạn. Là luôn luôn có một cái cảm giác như thế. Thì đâu dám ngủ đâu, cứ nằm bấm điện thoại suốt. Bấm cho tới khoảng độ là 3 giờ sáng. Thì lúc này là mệt quá là mới đặt cái điện thoại xuống. Thì vừa mới đặt cái điện thoại xuống là bạn cảm thấy là cả người bạn bị cứng đơ luôn. Cứng đơ, cứng ngắc, không cử động được. Thì giống như là cảm giác bị đè đó. Thì bạn mới nhớ tới lời mẹ của bạn dặn rằng là gặp chuyện gì thì niệm Phật.
thì bạn mới niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật thì người của bạn bắt đầu là mềm ra, thì bạn cử động được. Thì bạn vội là bạn chụp lấy cái điện thoại. Thì lúc này là bạn tính lấy điện thoại ra để mà bạn mở YouTube á, để mà nghe cái này nghe cái kia để mà cho bớt sợ. Thì bạn cầm cái điện thoại thì bạn thấy rằng là điện thoại bạn bị mất mạng rồi, không còn wifi nữa. Thì nhìn qua cái ổ điện, bạn thấy rằng là cái ổ cắm wifi nó vẫn nằm đó. Thì sao lại mất wifi ta? Thì cứ cho rằng là cái ổ cắm nó bị kiểu như bị lỏng á. Thì bạn mới đi tới, bạn tính là sửa lại cái ổ cắm. Thì vừa mới đứng dậy đi mấy bước thôi nha, là cái đèn trong phòng bạn nó chớp tắt. Xong rồi một cái phụp, nó tắt tối thui luôn. Nó tắt tối thui mà bạn nhìn vào cái ổ điện nha, là cái bóng đèn màu đỏ của cái ổ điện nó vẫn sáng. Có nghĩa rằng là không bị mất điện, mà sao tự nhiên cái phòng bạn tối thui như vậy. Bạn chạy tới cái ổ điện mà bạn lấy tay bạn đập liên tục luôn, sợ lắm. Đập quá trời thì đèn sáng lên lại. Thì lúc này là bạn không dám ngủ trong phòng bạn nữa. Bạn đi qua phòng của bà nội của bạn, bạn xin bạn ngủ ké một đêm. Thì bạn nói rằng là bạn ngủ nha, nhưng mà trong tai của bạn là cứ nghe những cái âm thanh hỗn tạp thôi. Cái âm thanh đó nó giống như là cái tiếng ở trong cái phòng karaoke vậy đó, mà nó cứ vang dội, không có nghe rõ rằng là người ta nói cái gì, nhưng mà cứ nghe lì xào trong tai thôi. Rất là nhiều những cái âm thanh như thế. Rồi mọi người còn nhớ tới cái người bạn lúc mà ở trong cái quán bar, quán lúp á, mà bạn nói với mọi người xung quanh rằng là đừng có dẫn bạn đi chơi nữa, mà cái người bạn này chửi lại rồi còn thách thức hay không. Thì cái người bạn đó gặp chuyện thiệt. Là ngày hôm đó đó, là cái bạn kể câu chuyện này nè bạn Di á, là bạn có đi qua nhà của người bạn đó để mà rước người bạn đó đi chơi. Thì cái nhà của người bạn đó là nằm ở ngoài đường lộ. Thì nói chung là bạn kể cái khúc này thì Nam cũng khó hình dung lắm, nên sẽ hình dung theo cái hiểu ý của Nam nha. Thì nhà của bạn này là nằm ở phía ngoài đường lộ. Thì bạn là Di á, là bạn đứng ở phía bên này. Thì ở ngay cái khúc đó đó là sẽ có một cái lan can dựng lên ở giữa. Thì bạn này á, bạn phải băng qua cái lan can đó thì mới tới được chỗ bạn Di, thì mới leo lên trên xe để mà đi được. Thì bạn này bạn leo qua cái lan can đó, xong một cái rầm bạn bị một chiếc xe tông trúng. Mà cái hướng của cái xe đó nó đi nha, đáng lẽ ra nếu như mà nó tông thì nó phải tông trúng bạn Di, chứ không thể nào tông trúng cái người bạn đó được. May mắn là cái người bạn đó không có chết nha, là chỉ bị lăn ở trên đường, sau đó là bị chày chụa tay chân. Thì cuối cùng là cái buổi đi chơi đó không đi được. Tối hôm đó là hai bạn có nói chuyện với nhau, rồi người này kể chuyện này, người này kể chuyện kia, thì cả hai sâu chuỗi lại mới có một cái cảm giác rằng là chuyện này nó không có đơn giản, chắc chắn rằng là liên quan tới tâm linh rồi. Thì cái người bạn đó mới kêu rằng là có quen một cái cô thầy này, gia đình là cũng thường xuyên là đi cái cô thầy đó lắm. Thì ngày mai hai đứa đi thử đi, nhưng mà không có tự đi xe máy nữa mà phải đi bằng taxi. Thì bạn Di này bạn kêu rằng là ok. Thì bạn có liên hệ với một cái người taxi mà bạn quen á, là kêu cái anh đó là ngày mai tới giờ đó là tới rước bạn. Thì mọi chuyện bình thường lắm, cho tới ngày hôm sau là tới cái giờ đó chuẩn bị bạn đi nha. Tự nhiên người của bạn rất là mệt và giống như là bị sốt vậy đó, bạn đi không nổi luôn, nhưng mà bạn quyết định là phải đi cho bằng được. Bạn nói là bạn giống như người bị tật vậy, bạn cà lết đi ra ngoài đường. Thì cuối cùng là cái anh tài xế taxi quen đó, anh cũng tới. Lúc mà tới á, là anh bước xuống xe, anh chỉ ngay phía đằng sau xe ảnh là có nguyên một cái vết chày lớn. Thì anh mới nói rằng là em thấy gì không, hồi nãy á, lúc mà anh chạy qua tới bên nhà này để mà rước em á, là anh bị cái xe kia nó tông trúng. Cũng may là cái tay lái của anh nó cứng á, nên là anh né kịp, xe chỉ bị chày xước vậy thôi. Có nghĩa là có một cái thế lực nào đó làm cho bạn với lại cái anh đó không đi được. Thì bạn bước lên trên cái xe taxi mà cả người của bạn rất là nặng. Nặng mà theo kiểu là nó chì xuống như vậy nè mọi người. Đó, nó chì xuống như vậy luôn. Thì đi rước cái người bạn đó xong á, là cả hai bạn này là mới tới được nhà của cái cô đó. Thì tới nhà cái cô đó, cái cô đó vừa mới nhìn thấy bạn là của trời ơi, cô gì nè. Cô nhìn vậy đó. Thì tự nhiên cái cảm giác trong người của bạn, tính tình nó thay đổi. Bạn cảm thấy rất là bực mình và khó chịu. Bạn mới câu mày, bạn nhìn về phía của bà cô đó, rồi nhìn về phía người bạn. Thì cái bà cô này lúc đó bà mới nói vậy nè. Cô nhìn á, là cô thấy hết, cô biết hết rồi. Con đang bị một cái vong nam theo, nhưng mà cái khả năng của cô đó là cô không có giúp được con đâu. Thôi thì bây giờ con về nhà đi, rồi con kể cái chuyện này cho người lớn trong gia đình nghe. Thì cô đó cô chỉ nói đơn giản vậy thôi. Sau đó là bạn đi về. Thì khi mà bạn đi về thì bạn bình thường trở lại. Bạn mới quyết định là sẽ kể cái chuyện này cho mẹ của bạn nghe. Thì khi mà bạn
kể lại cho mẹ nghe thì mẹ của bạn thì nói chung là mẹ bạn cũng tin tâm linh nhưng mà cũng chưa có chắc ăn lắm á. Nhưng mà mẹ bạn thì vẫn cố gắng để tìm cách để mà giúp bạn. Thì mẹ mới kêu bạn rằng là ngày mai đó là mẹ với con là sẽ tới nhà của cái cô mà ngày trước là giúp cho ông nội á, cái chuyện mà ông nội về mà bắt con cháu trong gia đình á, á là cái cô đó đó mọi người. Thì ngày đó là mẹ của bạn mới dẫn tới nhà cô đó. Thì bạn nhìn thấy là nhà cô này cũng theo kiểu rằng là cũng đơn sơ lắm, nói chung là cũng không có hào nhoáng gì đâu. Thì đi vào bên trong nha, là nhà cô này là có thờ hình Phật. Thì cô này nhìn bạn, bạn mới nhìn cô, xong tự nhiên bạn cảm thấy rất là sợ, bạn sợ lắm, người bạn run lên. Thì cô mới kêu bạn là bây giờ đi thắp nhang lên trên bàn thờ Phật đi. Thì bạn cũng nghe theo, bạn thắp nhang. Rồi cô mới kêu bạn ngồi xuống, cô mới đưa cho bạn một cái quyển kinh. Cô kêu rằng là con đọc kinh cho cô đi. Thì cô cũng ngồi đọc kinh luôn. Một hồi xong là cô giống như là bị nhập xác vậy đó. Thì cái người mà nhập cô, chúng ta gọi là cậu nha. Thì cậu mới quay qua, cậu mới nói với lại là bạn. Cậu mới nói rằng là cái năm đó đó, có phải là con hay đi đêm, rồi con hay đi ngang qua nghĩa trang hay không? Thì bạn mới nói rằng là dạ đúng rồi, đúng rồi. Thì cậu mới nói là lúc mà con đi đêm đi ngang qua nghĩa trang như vậy á, là có một cái dông. Cái dông này là dông nam. Dông này là ngày xưa chết là theo kiểu là bị tai nạn á, rồi nhìn thấy con là xinh đẹp á, nên là mới đi theo con như vậy đó. Rồi cậu mới nói rằng thôi để cậu giúp cho. Thì cậu mới kêu bạn là đưa cái lưng lại. Cậu mới bắt đầu là vẽ bùa chú ở trên lưng của bạn. Rồi cậu có đốt một cái lá bùa, kêu bạn là uống cái lá bùa đó chung với nước đi. Thì bạn uống vô xong cái tự nhiên cả người của bạn nó nhẹ lắm. Tại vì cậu nói á, là bạn mỗi lần mà bạn đi đêm như vậy, mỗi lần mà bạn về á, là bạn thường là bạn sẽ đi cửa sau, mà cửa sau á, là sẽ không có người chứng giữ. Bởi vậy là cái dông đó đó là nó mới dựa lên trên vai, trên lưng của bạn á, để mà đi vô trong nhà. À, bởi vậy mọi người mà đi chơi á, là đi về nhà làm ơn đi cửa chính, đừng đi cửa sau. Tại vì cửa chính là thường là sẽ có ông bà tổ tiên hoặc là thần Phật gì đó mình thờ trước nhà, là ma quỷ nó không vào nhà được, chứ mình đi cửa sau là nó đi vô được mọi người, là như vậy đó. Nó là cậu nói với bạn là như thế. Thì bạn cũng dạ dạ. Thì cậu có nói với bạn rằng là sau này con về nhà đó, là đêm là con hạn chế con mặc đồ trắng, và con đừng có đi chơi khuya quá, và con phải giữ cái lá bùa cậu làm cho con giữ bên trong mình nha. Tại vì cậu nói rằng là bản thân bạn á, là một cái người nhẹ vía và cũng có căn sát duyên vậy đó. Thế nên rằng là phải nhanh chóng đi trình xác đi, chứ nếu không sau này là vẫn dễ bị người âm theo, rồi dễ bị nhập lắm, là cậu dặn như thế. Rồi cậu nói rằng là cứ mỗi ngày là tới đây để mà thắp nhang bàn thờ Phật rồi đọc kinh thì sau đó là sẽ hết thôi. Rồi cậu mới thoát ra nha. Và thế là những ngày sau đó là bạn cứ như vậy là đi qua nhà của cô này để mà đọc kinh, để mà nhờ cô này cổ giải cho. Thì có một cái lần đó là cô mới nói với bạn rằng là cô nói chuyện với cái dông đó rồi. Thì cái dông đó nói rằng là muốn được đi chơi với con một lần. Đi chơi một lần xong rồi cái dông đó sẽ không đi theo nữa đâu. Thì con có đồng ý hay không? Lúc mà bạn nghe như vậy thì bạn cũng hơi sợ, nhưng mà bạn đồng ý. Thì tối hôm đó về bạn ngủ, bạn mới nằm mơ thấy giấc mơ là cái người đó hiện ra. Là cái người này nha, dáng vẻ rất là đẹp trai luôn, giống y chang miêu tả của cậu khi mà cậu nhìn thấy cái dông đó. Nhưng mà hồi nãy Nam không có miêu tả cho mọi người nghe, là cũng cao ráo, mặc đồ này đồ kia. Thì cái người đó mới dẫn bạn đi chơi. Bạn mới nói rằng là dẫn bạn tới một nơi mà bạn không biết cái nơi đó là nơi nào, mà nhìn mọi thứ xung quanh nó rất là cũ kỹ, và những cái cách mà người ta ăn mặc giống như là người xưa vậy đó. Thì mới dẫn bạn tới một cái chỗ mà bán đồ ăn giống như là bán tạp hóa vậy đó. Thì bạn mới nhìn thấy là đồ ăn ở đây sao mà nó phủ bụi lên rất là nhiều. Thì ở phía bên trong là có hai cái người đi ra. Thì hai người này vừa nhìn thấy bạn mới hỏi bạn rằng là ủa con đi đâu mà sao con xuống tận đây vậy? Thì bạn mới nói rằng là dạ thì anh này dẫn con xuống dưới đây để đi chơi nè. Thì chỉ về cái anh đó. Thì lúc mà bạn chạm tay vào những cái đồ ăn ở trên cái quầy tạp hóa, bạn chạm vô tới đâu là những đồ ăn đó nó hôi thiêu tới đó. Thì sau đấy là cái anh đó đó là mới kêu một cái xe tới để mà chở bạn đi. Thì cái xe mà chạy tới nhà bạn nói nó giống như là xe ngày xưa vậy đó, nó đen thui thùi lùi. Thì cái người mà tài xế lái xe nhìn thấy bạn thì lại hỏi bạn rằng là ủa con làm gì mà con đi xuống dưới đây vậy? Thì bạn mới nói rằng là dạ thì cái anh này dẫn con xuống dưới đây chơi nè, xuống dưới mấy cái nhà dưới đây chơi nè. Thì cái ông tài xế ổng mới nói rằng là ở đây có gì đâu mà chơi, con nhìn lại đi toàn là bia mộ không à.
Thì bạn quay qua một cái, trời ơi, nổi da gà hết. Xung quanh toàn là bia mộ luôn. Thì bạn mới giật mình tỉnh giấc. Thì kể từ cái lần đó thì bạn không còn gặp cái anh đó nữa. Thì tưởng rằng là mọi chuyện kết thúc, nhưng không, cái câu chuyện của cuộc đời của bạn vẫn chưa dừng lại. Thì Nam xin hẹn mọi người cái tập chuyện của bạn vào ngày mai nha. Còn bây giờ thì xin phép được tạm ngưng tại đây. Mọi người thấy sao về những cái câu chuyện của ngày hôm nay, nhớ để lại comment cho Nam biết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những câu chuyện lần sau.